Nên ấy, là em để ý này này, trong khóa học của anh cũng như tất cả những cái từ ngữ 14 năm nay mà PGC dạy ấy, chưa có một cái từ nào nó gọi là nhạc lý nâng cao, guitar nâng cao, đệm hát nâng cao cả. Âm nhạc là kỵ nhất cái từ nâng cao, bởi vì khi chúng ta đã định nghĩa một cái gì đó là nâng cao ấy thì chúng ta đang tự tạo ra một cái giới hạn cho bản thân mình em ạ. Nên bỏ giữ nâng cao đi, bởi vì con người nó phải vươn lên mãi. Là chúng ta cứ học học đến khi nào không học nữa thì thôi, chứ học xong nâng cao thì học cái gì, cái học xong nâng cao thì học cái gì chả biết học thêm cái gì cả. Và khi bảo ui thôi cái đấy nâng cao nên em không học, em chỉ thích học cơ bản, em chỉ cần em đệm được bài này là được rồi đấy. Nên cái này nó không phải nâng cao đâu, nó còn nhiều cái nó khó lắm, quan trọng học đến đâu thôi.